Kính chào quý khán thính giả đến với kênh của Sông TV. Kính thưa quý khán thính giả, với những diễn biến mới nhất tại Biển Đông, Australia đã khẳng định không lùi bước trước sức mạnh của Trung Quốc trước Biển Đông. Mới đây nhất, Australia đã khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ và tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Sau nhiều tuần căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marsalas cho biết Canberra sẽ không lùi bước trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực và sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trả lời truyền thông địa phương khi trên đường tới lãnh thổ Australia để tham dự cuộc tập trận phòng không quốc gia Fist Black ở Darwin, ông Marsalas tái khẳng định lại lợi ích quốc gia của Australia nằm trong việc bảo vệ trật tự trên luật lệ toàn cầu, bao gồm cả khu vực ở Biển Đông. Và cho dù mức độ hoạt động của Trung Quốc như thế nào thì điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Australia là chúng ta tiếp tục khẳng định các luật lệ đó. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải che giấu, ông Marsalas cũng xác nhận. Bộ Quốc phòng Australia đang xem xét lại khả năng hủy bỏ hợp đồng cho công ty Landrail của Trung Quốc thuê cảng Darwin sau khi chính phủ tiền nhiệm kết luận rằng điều này là không cần thiết. Trước đó, Tân Tư lệnh Không quân Australia Robert Chapman lưu ý về các cuộc chạm trán với Trung Quốc trên Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Enner, Tân Tư lệnh Không quân Robert Chapman khẳng định Australia sẽ tiếp tục cao nhiệm vụ giám sát ở Biển Đông, bất chấp một loạt các trường hợp không an toàn gần đây trong không phận quốc tế đang tranh chấp. Ông Chapman nhận định, các cuộc chạm trán gần đây của máy bay quân sự hai nước là nguy hiểm và yêu cầu quân đội Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về tiếng chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, ông Chapman cho rằng sẽ không có sự gia tăng các cuộc đối đầu với máy bay Australia trong thời gian tới khi được bổ nhiệm vào tháng trước. Ông Chapman cũng cảnh báo Trung Quốc đã thiết lập một năng lượng không quân đáng gờm ở Biển Đông. Nhưng điều này không ngăn cản nước khác tiến hành các cuộc hành quân ở vùng biển này. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Không quân Mỹ Frank Enner, người đang có chuyến thăm Australia, mô tả về việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa ở Biển Đông là nhằm phát triển các năng lực ngăn cản sự tiếp cận của các quốc gia khác. Ông Kenner đánh giá Bắc Kinh là một đối thủ chiến lược đáng gờm và Washington đang ở trong một cuộc chạy đua giành ưu thế công nghệ quân sự với Trung Quốc ở châu Á. Cuộc họp báo diễn ra sau khi Australia và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về việc tăng cường hợp tác không quân và vũ trụ, đặc biệt tập trung vào dự án như máy bay không người lái Lightning, đề cập đến sự cố máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc chặn máy bay dò thám P-8 của Australia trên Biển Đông xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua. Ông Chapman cho rằng quân đội Trung Quốc hiện có năng lực đáng kinh ngạc, nhưng ông đề nghị phía Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao hơn liên quan tới khả năng Mỹ cung cấp máy bay ném bom B-21 Raisnet để trang bị khả năng tấn công tầm xa hơn cho Australia. Bộ trưởng Không quân Mỹ Kenner tuyên bố Australia đã có được các hệ thống khí tài cần thiết để phòng thủ và trong trường hợp Australia có yêu cầu về khả năng tấn công tầm xa, phía Mỹ cũng sẵn sàng trao đổi điều đó. Australia vừa thông báo triển khai đánh giá đầu tiên về quân đội của nước này sau một thập kỷ, trong đó chỉ ra rằng căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang làm phức tạp triển vọng chiến lược của nước này. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố đánh giá trên, đồng thời cho biết Canberra sẽ nghiên cứu cách báo chí quân đội tốt nhất để đáp ứng những thách thức an ninh của quốc gia trong thập kỷ tới. Và sau đó, ông đã chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và cựu Giám đốc Lực lượng Quốc phòng Arnold Hawson lãnh đạo dự án này kể từ lần cuối Australia tiến hành rà soát các lực lượng vũ trang năm 2012. Tình trạng căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc đã nhanh chóng leo thang, dẫn đến các cuộc chạm trán quân sự ở Biển Đông và ngoài khơi bờ biển Australia. Bản đánh giá quân đội năm 2022 được đưa ra sau bối cảnh Australia ký thỏa thuận hợp tác ba bên AUKUS với Mỹ và Anh, qua đó giúp Canberra xây dựng được hạm đội tàu ngầm hạt nhân riêng vào năm 2040 khi Trung Quốc đang ngày càng thể hiện tham vọng tại Biển Đông. Mỹ cũng đã có những hành động để tăng cường tầm ảnh hưởng tại khu vực này. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược lớn của Mỹ
và nó không thể thành công nếu các quy tắc và liên minh bị đe dọa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ loan tin mới đây cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ loan tin mới đây cho biết, Bộ trưởng Austin hồi tháng 6 đã tham dự hội nghị đối thoại Shangri-La tại Singapore, nơi bài phát biểu trái ngược của ông và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã trở thành tâm điểm đáng chú ý. Bài phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa tập trung vào vấn đề Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu Mỹ và các quốc gia phương Tây không can dự vào chính sách của Bắc Kinh. Trong đó, ông Austin lại tập trung vào quan hệ đối tác cũng như là tôn trọng quy tắc quốc tế. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết, sự đoàn kết giữa các đồng minh đã đem lại sự ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tái khẳng định cam kết về việc duy trì một khu vực. Tất cả các quốc gia lớn và nhỏ đều được tự do phát triển và theo đuổi lợi ích một cách hợp pháp, không bị ép buộc và bị đe dọa để phản ánh những cam kết của Washington. Ông Austin xoay sâu vào vấn đề tại Biển Đông. Ngay cả khi không trực tiếp nói về vấn đề lãnh hải, ông Austin cũng đề cập đến vấn đề tự do trên biển, hợp tác an ninh hải và nguy cơ an ninh trong vùng xám. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng là quan chức gần đây nhất nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc duy trì an ninh hàng hải và tăng cường liên kết tại Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu của Washington. Lật lại lịch sử, không khó để giải thích vì sao Mỹ lại quan tâm đến thế giới, những tranh chấp ở vùng biển, cách lãnh thổ nửa vòng trái đất. Từ trước tới nay, các nhà lãnh đạo Mỹ đã coi việc duy trì các vùng biển tự do là yếu tố quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh quốc gia. Đây là một trong những quan điểm nhất quán hiếm hoi trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng gì Trung Quốc đang làm với eo biển Đài Loan là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy lợi ích của Washington có thể ảnh hưởng nếu không có sự động thái quyết liệt hơn. Theo Bộ trưởng Austin, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần đây như toàn bộ Biển Đông là không có cơ sở trong pháp luật quốc tế. Các yêu sách này còn trà đạp chủ quyền của các quốc gia trong khu vực và Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia trong bảo vệ chủ quyền của họ. Đồng thời, tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể đe dọa tới lợi ích của Washington từ Bắc Cực đến Vịnh Ba Tư, khi Nga và Iran cũng có thể làm điều tương tự. Một mối quan tâm khác của Mỹ tại Biển Đông là việc duy trì cam kết quốc phòng mà không gây ảnh hưởng tới vấn đề tranh chấp chủ quyền. Mạng lưới liên minh quân sự đã giúp Mỹ duy trì sự hiện diện tại châu Á, cho phép Washington triển khai lực lượng quân sự nhằm bảo vệ lợi ích chung cho các đồng minh. Hiệp định an ninh đầu tiên được Mỹ ký kết tại Biển Đông là Hiệp định căn cứ quân sự vào năm 1947 và Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau vào năm 1951 với Philippines. Từ đó đến nay, Washington đã ký các hiệp ước quốc phòng tương tự và Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Bên cạnh đó là sự hợp tác chặt chẽ với một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trên thực tế, với vấn đề Biển Đông, Mỹ luôn tìm cách tránh dính líu vào cuộc chiến pháp lý phức tạp và chắc chắn sẽ kéo dài, làm hao tốn các nguồn lực quốc gia. Mặt khác, Biển Đông cũng là quân cờ quan trọng của Mỹ trong mục tiêu kiềm chế tham vọng của những nước muốn độc chiếm khu vực này. Bởi nếu để xảy ra tình trạng đó, lợi ích chiến lược của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Sự hiện diện quân sự của Mỹ cũng gửi đi một thông điệp rằng họ sẽ sẵn sàng trở thành một lực lượng duy trì an ninh, ổn định tại Biển Đông, cũng như toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể làm chỗ dựa cho các nước Đông Nam Á trước sự đe dọa của Trung Quốc. Lợi ích của Mỹ tại Biển Đông bao gồm về sự tự do hàng hải, kinh tế, chính trị, quân sự và an ninh vốn luôn bất biến. Ngoài ra, Đông Nam Á cũng là các tuyến đường trên Biển Đông có thể cung cấp cho Mỹ một vị thế dễ dàng tiếp cận về phía Nam lục địa. Kết hợp với việc tăng cường sự có mặt về quân sự ở Trung Á, liên minh chặt chẽ hơn với phía Nhật Bản về quân sự và an ninh ở phía Đông có thể tạo thành vành đai chiến lược từ phương Tây xuống phía Nam, kéo sang phía Đông để bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở đây. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược lớn của Mỹ, và nó không thể thành công nếu các quy tắc của và liên minh sẽ bị đe dọa ở Biển Đông, Bộ trưởng Austin nói. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về tình hình giữa Biển Đông, cũng như sự bành trướng của Trung Quốc tại nơi đây, và những động thái của những các nước lớn và phe đồng minh? Xin để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.